Thưa các đồng chí và quý vị, xác định rõ lực lượng dân quân tự vệ là bộ phận không thể tách rời của quân đội nhân dân Việt Nam, vừa làm nhiệm vụ sản xuất, vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị tại cơ sở, cũng như sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các công sở khi có sự cố xảy ra. Những năm qua, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm chú trọng. Nhờ đó, lực lượng dân quân tự vệ đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một nhiệm vụ quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, từ khi triển khai thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện đề án số 3479 giai đoạn 2011-2015, đề án số 3265 giai đoạn 2016-2020 về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh theo thông tư số 33 ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 7, chỉ đạo tiến hành rà soát, điều chỉnh tinh gọn số lượng. Từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ dân quân tự vệ giảm từ 1,6% xuống còn 1,4% so với dân số. Lực lượng này được các địa phương đánh giá cao về sự cần thiết, khả năng hoạt động, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời là nơi cung cấp cán bộ nguồn cho ấp, khu phố và xã phường thị trấn. Toàn tỉnh đã thành lập 91 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở trực thuộc tỉnh, cấp huyện và 93 đơn vị tự vệ trong các cơ quan đảng, nhà nước và các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Số lượng đảng viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ không ngừng phát triển tăng dần từng năm. Tỷ lệ đảng viên đến nay đã nâng lên trên 26% so với tổng quân tự vệ. Toàn tỉnh hiện có 82 trên 82 xã phường thị trấn đã thành lập chi bộ quân sự, trong đó có 82 trên 82 chi bộ có cấp ủy, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quốc phòng địa phương. Từ khi triển khai luật dân quân tự vệ năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện đề án số 3479, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị của dân quân tự vệ, tổ chức biên chế đủ các thành phần lực lượng, phổ biến ở cấp tổ, tiểu đội, trung đội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận được sự đánh giá cao của quân khu, đó là nỗ lực xây dựng các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một buổi huấn luyện điều lệnh kết hợp võ thuật của tiểu đội tự vệ chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Ngọc Hồ Tràm, đóng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Được thành lập cách đây hơn 2 tháng, với quân số 10 người, trong đó có một đảng viên, tất cả đều có tuổi đời dưới 35 tuổi, được tuyển chọn tham gia lực lượng tự vệ công ty. Hầu hết các chiến sĩ đều ý thức rõ trách nhiệm trong việc duy trì, bảo đảm an ninh an toàn tại đơn vị và khu vực lân cận. Hàng ngày, ngoài thời gian hoạt động chuyên môn, tiểu đội tự vệ công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Ngọc Hồ Tràm phối hợp với lực lượng bảo vệ công ty tuần tra nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Chính vì thế, dù diện tích của Melia Hồ Tràm Resort rộng hơn 17 hecta, nhưng an ninh an toàn tại đây luôn được đảm bảo giữ vững. Công ty chúng tôi rất đồng ý việc thành lập đội tự vệ trong công ty. Lực lượng dân quân tự vệ resort của chúng tôi đã tham gia tích cực và duy trì trật tự an ninh ở đây rất tốt, đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho du khách đến đây tham quan nghỉ dưỡng. Được sự quan tâm và động viên của chính quyền huyện và xã, thì từ các doanh nghiệp đã thành lập đội dân quân tự vệ. Thứ nhất là cũng góp phần đảm bảo được cái an ninh trật tự của các doanh nghiệp. Thứ hai là cũng đảm bảo cái an toàn của nhân viên khi họ đến và trong quá trình họ đi làm việc và đi về. Đây, tất cả mọi cái chỉ tiêu và cái yêu cầu của từ bên ban chỉ huy thì đối với doanh nghiệp cũng cố gắng hoàn thành thực hiện tốt và đảm bảo đầy đủ, kể cả chương trình phòng chống corona, những cái vấn đề về an toàn nên và cũng có sự kết hợp giữa hai bên chặt chẽ và báo cáo đầy đủ. Để tăng cường công tác quản lý cũng như tổ chức hoạt động huấn luyện cả về chính trị lẫn quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chia các đơn vị tự vệ tại các cơ quan doanh nghiệp thành từng cụm thi đua. Hàng năm, các cụm thi đua này đều tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua với những mục tiêu cụ thể phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Qua đó,
vừa góp phần nâng tầm nhận thức của người quản lý đơn vị về vai trò của lực lượng tự vệ tại đơn vị mình, vừa nâng cao ý thức của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của bản thân. Là địa phương ven biển, một nhiệm vụ quan trọng cũng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm, đó là xây dựng lực lượng dân quân biển vững vàng về chính trị, có khả năng xử lý tình huống khi đánh bắt trên biển. Đây là đội dân quân tự vệ biển xã Phước Tỉnh, được thành lập từ tháng 2 năm 2012 và cũng là lực lượng dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã. Hiện đội có 10 người, trong đó có một đảng viên, đều có tuổi đời dưới 25 tuổi và đa số là thuyền viên. Anh Phạm Ngọc Sơn vốn là thuyền viên và tham gia tiểu đội dân quân tự vệ biển xã Phước Tỉnh hơn một năm nay. Không chỉ tham gia duy trì an ninh trật tự tại địa phương, anh cùng các đồng đội còn thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền cho bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật về thủy sản, tăng cường đoàn kết khi đánh bắt trên biển. Bản thân tôi luôn ý thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và nâng cao tinh thần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới các vùng biển Việt Nam và kịp thời nắm bắt thông tin trên biển, kịp thời báo cáo về các đơn vị để kịp thời xử lý và cũng tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt trên biển là phải thực hiện theo pháp luật của nhà nước về đánh bắt. Trước những diễn biến phức tạp trên biển thời gian qua, việc thành lập Hải đội Dân quân biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo được xem là một bước phát triển đúng đắn, góp phần hiện đại hóa lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam. Ba đội dân quân tự vệ biển các xã thị trấn Phước Hưng, Phước Tỉnh và Long Hải đều được tuyển chọn những dân quân biển có kinh nghiệm hoạt động trên biển và nguồn dự bị động viên từ bộ đội hải quân, biên phòng, cảnh sát biển phục viên xuất ngũ tại địa phương. Đây là nguồn lực chất lượng để địa phương chuẩn bị cho việc thành lập Hải đội Dân quân biển, dự kiến sẽ được tổ chức biên chế huấn luyện, đào tạo từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020. Đến thời điểm này thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện thì đã hoàn thành cái công tác lựa chọn rồi hoàn chỉnh toàn bộ cái hồ sơ thủ tục để thành lập cái lực lượng này. Và chúng tôi sẽ tiến hành là tổ chức gặp mặt để giao nhiệm vụ cho cái lực lượng mà tham gia đi đào tạo, huấn luyện thời gian sắp tới. Khi nhận nhiệm vụ sắp tới, tôi là chính trị viên của một hải đội. Tôi sẽ cố gắng tuyên truyền, vận động cho quán triệt và triển khai cái thực hiện có hiệu quả chủ trương quan điểm chính sách pháp luật của đảng và nhà nước về xây dựng hải đội dân quân thường trực, đảm bảo sự lãnh đạo và chỉ đạo quản lý chỉ huy thống nhất chặt chẽ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biển trong tình hình mới. Có thể nói, trước yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị trong tình hình mới, gắn xây dựng nền quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, thì vai trò nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn lại càng quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.